Chào các bạn trở lại với kênh YouTube của Bichino. Và nếu các bạn đây là lần đầu tiên các bạn đến kênh thì hãy subscribe và nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh nha. Thì đầu năm nay Oppo đã cho ra mắt Oppo Reno với một cái thiết kế mới, một cái sự độc đáo trong thiết kế cũng như là phần cứng rất là mạnh. Thì mới đây mình đã có thông tin thêm là Oppo sẽ ra mắt thêm một phiên bản nữa, đó là Oppo Reno Z. Thì đây sẽ là thông tin chi tiết về Oppo Reno Z. Vào video luôn. Rồi những sản phẩm của Oppo như là Oppo S11, Oppo S1 Pro rất là có giá rất tốt, thì anh em có thể tham khảo tại Lowe Mobile, mình sẽ để link phía bên dưới nha. Thì đầu tiên là về thiết kế thì Oppo Reno Z như là một cái kiểu bản rút gọn của Oppo Reno vậy. Chúng ta sẽ có một cái màn hình giọt nước thay vì camera thò thụt về cá mập. Ngoài ra thì mặt lưng của thiết bị này sẽ cũng có hiệu ứng Radiant. Mặt sau sẽ được làm bo cong ở các cạnh và Oppo Reno Z sẽ được trang bị cái màn hình AMOLED 6.4 inch, độ phân giải Full HD Plus và tỷ lệ khung hình là 19:9. Chắc anh em xem clip này cũng phải tò mò rất là nhiều về cái camera của Oppo đúng không? Thì Oppo Reno Z sẽ sở hữu cụm camera sau với cảm biến 48MP là cảm biến chính. Thì cảm biến này sẽ là cảm biến IMX586 của Sony và cảm biến chiều sâu đo chiều sâu 50MP. Trong đó thì camera selfie sẽ nằm trong phần giọt nước của máy với độ phân giải là 32MP. Về cấu hình, Reno Z sẽ chạy trên điều hành Android 9.0 Pie với giao diện ColorOS 6.0. Cùng với đó là chúng ta sẽ có một con chip Snapdragon 710 của Qualcomm kết hợp với lại CPU Adreno 616, RAM 6GB và bộ nhớ trong là 128GB. Và anh em lưu ý là phiên bản này sẽ không kèm thẻ nhớ SD nha. Về giá bán thì giá bán dự kiến của Oppo Reno sẽ khá là rẻ với mức giá là khoảng 190€, tương đương với khoảng 5 triệu Việt Nam đồng cho phiên bản thấp nhất. Thì mình nghĩ là một cái mức giá rẻ chứ, đâu có mắc đâu. Và với cái cấu hình như vậy thì anh em có suy nghĩ gì về Oppo Reno Z? Giữa Oppo Reno và Oppo Reno Z anh em sẽ chọn máy nào? Anh em hãy comment phía bên dưới. Và đừng quên like, share để thấy bài viết hay, cùng đó là subscribe, nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh nữa. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều đã xem clip này.